lúc sẽ đổi thay. Ai từng từ bỏ ai, bình bền dẫn lối quay về. Vòng xoay thế thái nhân gian, vô tình một giây lạc mất tinh thần. Có những số phận buông mình theo mũi tên, thời gian cho một câu chuyện. Rồi sẽ đi về đâu? Hiện thực hôm nay đã phơi bày sự thật quá khứ bao năm dấu chôn. Tìm lại tinh thần đánh mất hôm qua, xóa tan hận thù cay đắng. Dù vẫn đôi sao giờ. Hãy subscribe.